Peggy xin chào ạ. À, trời ơi, chị ở Hà Nội hả mà siêu thích cái tiệm của em luôn á. Chị phải book một cái vé máy bay bay vô đây để chị mua một cặp Nora Choco lấy cho chị đi. Không được rồi chị ơi, em ở đây em chỉ bán cho khách Hồ Chí Minh thôi, mà chị ở Hà Nội được không? Bây giờ em chỉ cách cho mua nè, xách cái vali lên, bây giờ chạy cái ù ra ngoài sân bay mua một cái vé máy bay cân hành lý, sẵn sàng bay về Hà Nội, chiều em ship tới nhà cho chị trong ngày hôm nay luôn nha. Nha, đi liền đi, đi liền đi. Trời ơi, có cái khó mà Hà Nội mày đi vô mút trong này để mua. Sao có cái khó Hà Nội mình mua, Hà Nội mình bay vô đây làm chi ta? Rồi giờ tốn tiền hai lần. Đây là Nora Blue nha mọi người. Khoan khoan khoan, sếp đều đẹp quá sếp, cho em đeo chung con này thử cái nha. Trời ơi, ích kỷ hò ơi, ích kỷ trời. Có những thứ không thể chung được thi. Thứ nhất là chung chồng, thứ hai là chung len. Ôi 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 là trời, sao vậy hả? Sao tôi dứng mà đòi đeo chung len với tao? Ăn rồi báo, ăn rồi báo không luôn. Tại sao mày không đi qua tiệm len nước lơ bơi mày làm đi. Nó chê mày rồi mày mới quay lại đây với tao đúng không? Thì em cho đeo chung thôi, má gì nhắc lại chuyện cũ.